nếu em chọn anh thì cái sự việc này đã xảy ra rồi, nhưng bây giờ em không chọn, anh sẽ chờ lần sau. Đến với anh thì em không cần hỏi câu anh đang ở đâu đấy anh. Anh đang ở đây với em, cho anh được nhận bó hoa từ tay em nhé. Vậy là anh này biết hôm nay người ngồi đây sẽ là em. Nè, người ta có sự quan tâm đặc biệt. Bây giờ nè, anh nói canh bạn này, từ lúc bắt đầu bước ra đây thôi là anh ấy rất là rụt rè, lúng túng, ít dám nhìn thẳng về phía trước, hai cái tay không biết bỏ vào đâu. Đó, ngay bây giờ thấy không? Đó, đang bấu bấu và búng búng mấy ngón tay. Tôi này xé ngón tay hoài à. Hồi nãy anh thấy rõ ràng, không biết giấu đâu, cái chọt vô được cái rút ra được lại cái chọt vô, chọt vào chọt hụt. Với lại thật ra trong cái đoạn clip vừa rồi chúng ta thấy á, là ngay cả khi bạn ấy làm mẫu ảnh thì cái thần thái của bạn ấy nó cũng có cái nét gì đó, nó hơi dịu dịu một tí. Nhưng mà ở anh này phản phất màu tím lắm nha. Anh cũng thấy vậy. Em thấy vậy á. À, Phương thấy là Khánh Ngô ấy ở có một cái điều gì đó nó đang cứ không được tự tin, không có tự nhiên gì cả. Có thể là bạn độc thân và còn có thiếu rất là nhiều kinh nghiệm. Hoặc là biết đâu bạn ấy đã có chủ và bạn ấy đang rất lúng túng bởi vì người yêu bạn ấy đang ngồi ở dưới này. Có thể. Cái kiểu như ha, lén phán lát hồi về bầm mình với tôi. Nhưng mà có kiểu bao đó giờ đó là trong cái trường hợp là con đường em về bạn chưa, hoa tím không riêng cái bạn này. Nãy giờ Đức đang đặt một cái dấu hỏi rất là lớn, không, Đức không nghĩ tới cái màu tím ngay đầu tiên nha. Đúng. Nãy giờ bạn này có một cái gì đó rất là lúng túng rụt rè, và thật sự Đức đang nghĩ đến một cái chuyện là có đến đây vì Hương Giang thật lòng hay không. Thì đó, mà có thể bạn là ấy đang rất lúng túng và mắc cỡ. Bởi vì nói có thể hoặc bạn ấy là màu tím, hoặc bạn ấy là đã có chủ. Đó. You like her? Nè, cái mắt này mắt chân thành. Nãy giờ ngó Hương Giang mà tay chân lúng túng nha. Tôi không có bàn tới màu tím ở đây, mà tôi đang bàn đến cái cảm xúc thật của bạn ấy ở đây. Bạn này nó có một cái điều như nè, trẻ, thanh xuân, nó có gì đó thú vị. Và quan trọng, tôi thấy chân thành mới chết. Anh ơi, bạn bối rối, hai tay bạn vẫn bấu sao kìa. Sao Giang? Mọi người bàn xong rồi em nói một cái điều này nha. Ok, nói đi em. Chàng trai này á đã từng qua nhà em nấu ăn cho em ăn rồi. Ủa? Tức là quen em à? Vụ gì? Chi tiết thú vị. What? Vụ gì? Chi tiết thì mới quan trọng nè. Đây á là một cái một người quen cũ, là một người bạn của bạn em, là đã từng qua nhà nấu ăn và nấu ăn rất ngon, đã từng nấu cho em ăn rồi. Nhưng mà sau đó là hai người mất cái liên lạc và không có liên lạc nữa, thì mình không biết là bây giờ bạn ấy có bồ hay là như nào, hay là có thay đổi giới tính không, em không rõ. Nhưng mà trong quá khứ á là đã từng qua tới nhà nấu ăn rồi. Ông bà ta có câu tình cũ không rủ cùng tơi. Hay lắm. Nó đây là bạn của bạn nha, không có phải người yêu cũ. Không phải, nhưng là mà tình cũ. Ý em đang nói là đã từng có những cái cơ hội để tiếp xúc, nhưng mà nó chưa đi. Người ta cái kết đang quả nắm bắt lại cơ hội mà người ta đã để lỡ. Nhưng mà nếu không như đó, vừa rồi Hương Giang nói thì có nghĩa là bạn này trước đây không phải là thuộc màu tím, cho nên Giang mới nói cái câu rằng là không biết bây giờ có thay đổi về giới tính hay không. Đúng. Đúng không? Chính vì vậy, tại sao bao nhiêu chương trình anh ta không vào? Vào đúng cái chương trình của Hương Giang, nhảy thọt vào trong mà bảo rằng em không cần hỏi câu anh đi đâu đi anh. Mà bà nhìn Hương Giang tay chân bủng rủng, bấu rì làm mọi chuyện. Em ơi, người ta đứng bình thường lắm, chứ không có lạc lìa lạc lội nha em. Vậy coi như là những cái suy đoán của mình là đúng anh. Đúng. Lúng túng tại người quen. Anh Đức với tôi đều thấy được điều đó. Anh ta lúng túng vì Hương Giang. Nhưng mà thật ra anh ấy đã biết hôm nay Hương Giang ngồi đây. Anh à, nhưng mà anh không hiểu cái chuyện là đối diện đó, nó bắt đầu rung. Dạ. Chứ biết nó là một chuyện nhiều khi không, tôi không rung nha, tôi không chính rung xác. Bước ra. Chết thiệt Giang ơi, chết. Không lẽ đây là định mệnh của em? Thôi, biểu quyết. Sao ai cũng độc thân lại vô lý vậy? Nó sẽ có hai thái cực, hoặc là màu tím hoặc là màu đỏ.
tự nhiên bao nhiêu lần qua nấu ăn cho người ta, có cơ hội cua người ta, rồi tự nhiên giờ tràn về chương trình đó tìm cho người ta, ứ có vợ rồi mà tới đây làm quan mang thêm không, một cô bạn cũ là không sao đâu, bình thường không thôi. Anh ơi, mà ví dụ như đã có chủ bước ra, thản nhiên bước ra làm gì phải lúng túng, đúng không? Giống như là ngày trước đã từng theo đuổi Hương Giang mà không có được. Không, anh đã có chủ mà bước vô đây nó tàn nhẫn với người ta lắm, kỳ lắm, nghiệt ngã lắm. Không, chuyện này rất bình thường mà, em không có vấn đề. Ủa Giang, nhưng mà hỏi này là hôm đó tới nấu cho một mình Giang hay là đi cùng với nhóm không, bạn khác? Bạn, đi cùng bạn, đi cùng người bạn của người ấy. À, không, nhưng mà mục đích thì là nấu, bởi vì là... À thôi, sao không kể? Để đó. Ý Giang mới nấu ăn cho Giang. Đó. Nhưng vì cái này, cái kia, cái này, cái kia, cái nọ. Không tới được. Tách ra, không tới được. Bây giờ nè, tôi dựa trên cảm xúc của bạn ấy nãy giờ và cái cách kể của Hương Giang về bạn ấy. Tôi muốn dẹp cái màu đỏ của anh Nghĩa luôn. Đúng. Em ơi, em không cần dẹp anh liền rồi, không thấy rồi. Cuộc đời mà đi một thời gian, cái vừa nghe đang lướt Facebook tuyển sinh Hương Giang, hả, trời ơi, dòng vô lòng duyên rồi, duyên tới rồi, duyên tới, duyên mình lỡ, duyên mình lỡ rồi. Giờ bản nào anh Nghĩa? Nếu vậy thì anh sẽ chọn lại cái màu ban đầu. Rồi, được rồi, không sao, khán giả hãy giúp tôi. Ồ, 93% độc thân, 7% giới tính thứ ba, xuất sắc. Đây cũng là một con số cao khủng khiếp nha. Hình như đây là lần đầu tiên có một người 0% đã có chủ. Xuất sắc thiệt. Và ngày hôm nay em vẫn chọn một người Việt Kiều. Các bạn hãy vào chuẩn bị cho phần xuất hiện của mình nhé. So bad Thành ơi. I know. Bạn ấy đã trao mặt kiên ra, có nghĩa rằng bạn ấy đã... Trời ơi, cảm xúc thật luôn á anh. Em ngồi xem em thấy tay run á. Yes. Và bây giờ bàn về anh Khánh Ngô, cố nhân của cô ấy nè. Giờ bản nào? Thế thôi. Độc thân là từ đầu tất cả mọi người đều yeah. Độc thân hả? Không, Phương thì từ đầu Phương đã nói như thế này rồi. Yeah. Vẫn thế này à? Phương có cái cảm giác gì đấy là bạn ấy không có đúng thật. Giang, em nghĩ gì về bạn ấy? Em nghĩ là bạn ấy độc thân. Ok. Mời Khánh Ngô. Anh đã nói với em, ngày hôm nay em tới đây để sự bứt phá. Và đây là sự bứt phá của anh. Thank you.
nếu em chọn anh. Thì cái sự việc này đã xảy ra rồi, nhưng bây giờ em không chọn. Anh sẽ chờ lần sau. Lại có cha yêu em, dù không thể nói thành lời. Vì dài chờ, anh thu mình trong suy tư của em. Dù muốn sâu, hay thương nhớ ai xin một mình mang hết. Chỉ mong bờ mi em. Nếu em chọn anh thì sự việc này đã xảy ra. Nhưng em không chọn thì anh đành chờ lần sau. À, thật sự ngày xưa khi mà mình xem những bộ phim á, mình thấy họ làm những cái chuyện này rất là nhiều và mình rất là thích. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay mình thấy cái cảm xúc nó không có dễ chịu chút nào. Thực sự là đến Khánh ngày bây giờ á, thì đã là ba người độc thân xuất hiện rồi. Thực ra nếu mà An Toàn ngay bây giờ đang có thể đồng ý cái chuyện đó, chỉ có là như nào nhở, thực sự ngày hôm nay á, tìm một cảm xúc nó khác đi chút xíu, muốn là mình thử lắng nghe cái điều mà mình muốn. Thực sự không phải là Giang nói đây, không phải là Khánh không có cơ hội hay là sau này Khánh không có cơ hội, không phải, nhưng mà ngay thời điểm này Khánh chỉ là chưa phải là cái điều mà Giang đang đi tìm thôi. Nhưng mà thực sự rất bất ngờ với những cái điều mà Khánh làm ngày hôm nay. Dạ sorry. Ok. À, chàng trai trẻ bạn làm tôi bất ngờ nhiều đấy. Bạn trở lại với tôi một tí nào. Bạn nuôi nấng cái điều này trong bao lâu? Chính xác là một năm. Một năm. Vì tức sao phải nuôi nấng? Tại vì em có nhiều cái suy nghĩ. Hương Giang là một người trước giờ em chưa bao giờ quen một người con gái nào giống như vậy. Và đây là sự bứt phá. Em vẫn đấu tranh cho cái suy nghĩ của em theo từng ngày. Bạn bứt phá cho cảm xúc của mình. Yes. Bạn bứt phá vì bạn yêu cô ấy, hay bạn bứt phá vì để làm một điều gì đó mà mình chưa bao giờ làm? Em bứt phá vì em có cảm xúc với lại Hương Giang. Hương Giang mang đến cho bạn cảm xúc như thế nào? Em không hiểu vì sao có một lúc thì tụi em đang rất là bình thường với nhau, thì bỗng một ngày Hương Giang không có còn nói chuyện với em nữa. Và em thấy Hương Giang đã lên một tầm cao khác. Hương Giang là hoa hậu, Hương Giang có những bài hit, nhưng mà em vẫn nuôi cái cảm xúc đó trong em. Thương thế nhỉ. Bạn có biết cái điều này không? Ở trên đời này nó có những cái mà mình nói với nhau á, nó là về vấn đề gu á, nó là những cái mà mình không thể cưỡng cầu được bạn ạ. Nhưng mà thế này nè, có những cái thoạt đầu nó không phải là gu, nhưng vì những cái sự bứt phá nó chứng minh cho người ta thấy được nhiều điều. Cái bạn vừa làm tôi thấy nó thật sự là bứt phá. Không, tôi nói nghiêm túc là tôi rất là xúc động khi mà bạn đưa cái nhẫn ra cho Hương Giang. Bởi vì không ai làm cái điều đó trước đây với một người chuyển giới trên sóng truyền hình bao giờ. Và mới một cái show như thế này, trong một cái dịp như thế này, tôi thật sự rất 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 bất ngờ về điều đó. Bạn nghĩ xác suất thành công của bạn là bao nhiêu trước khi bạn mở cái nắp đó ra? Em không quan trọng là xác suất thành công là bao nhiêu. Em chỉ muốn cho Hương Giang thấy được là hôm nay em tới đây là vì Hương Giang. Thật sự là trong suốt một năm qua Giang chưa bao giờ biết luôn ạ. Chưa bao giờ cảm nhận được, chưa bao giờ biết luôn. Sao yêu mà khổ sở vậy em? Phải em nói cho biết. Người ta biết chứ. Giang à, có những cái sự quan tâm, có những sự thể hiện từ con trai và những người đàn ông. Họ cố gắng đi vào cái cuộc sống mình một cách bình thường nhất. Có những người khi mà vừa gặp Giang đã có thể thổ lộ và thể hiện được cái sự ga lăng và kể cả tán tỉnh Giang bằng cái cách là tôi sẽ nồng nhiệt mời bạn đi chơi, đưa đón bạn các kiểu. Nhưng có người họ vẫn hàng ngày họ quan tâm bằng cách là họ hỏi han, trò chuyện như những người bạn. Nhưng cái trường hợp này nó lại là trường hợp khác nữa. Anh ta mặc cảm đấy ạ.
Em thay đổi nhanh quá. Anh ta mặc cảm bé ạ. Anh ta không dám nói. Cho đến khi có dịp. Không, anh Đức không nghĩ là Khánh Ngô mặc cảm. Để Đức nói thử đúng cái suy nghĩ của Khánh không? Cái sự quen biết của hai bạn nó cũng hết sức là bình thường. Thì không thể nào mà ngay lúc đó có thể bộc lộ được rằng tôi yêu bạn, tôi mến bạn. Chúng ta cứ là những người bạn trước cái đã. Nhưng dần dần cái cuộc sống của Giang, công việc của Giang đã làm cho cái sự trò chuyện đó nó vơi dần. Và điều đó thì làm cho bạn ấy nghĩ rằng là mình không có thể nào mà tiếp tục được nữa. Chứ không phải là mặc cảm đâu. Mình nếu mà mình có tiếp tục, mình sẽ làm phiền người ta mất. Ý tôi nói đây đó là nó là một cái mục tiêu xa vời ấy. Đúng. Tức là bạn ấy sẽ cảm nhận rằng cái khoảng cách giữa bạn ấy và Hương Giang càng ngày càng xa. Trước đây đã chưa bao giờ gần và bây giờ lại càng lúc càng xa hơn. Đúng vậy. Thực sự tại vì sao? Bởi vì ngày xưa mọi người biết không, là chị em. Là lúc nào cũng em à, chị à, chị em không nghĩ một cái gì cả. Nên là nó sẽ rất là bất ngờ với em khi mà bạn ấy thể hiện tình cảm. Anh Thành hiểu không? Nếu em còn quyết tâm thu keo này mình bài keo khác. Dạ. Anh nghĩ luôn luôn là vậy. Đó là đàn ông mà, đúng không? Đã yêu thích cái gì là phải dám chinh phục cái đó. Một ngày nào đó nếu em nói là Hương Giang còn là hoa hậu Hương Giang thì em sẽ không bao giờ với tới được. Mà đối với em, Hương Giang phải là Hương Giang mà thôi. Cơ hội nó vẫn nằm ở trước mắt. Em nắm bắt cách gì là do em. Em cảm ơn tình cảm chân thành của em đã đến đây. Và anh tin chắc Hương Giang cũng cảm nhận được điều đó ít nhiều qua chương trình. Nhớ nha, thích cái gì nắm bắt cái đó. Không sao cả. Tiếp tục fighting. Cảm ơn em. Đây. Bắt tay em cái. Đồng cảm. Ok, cảm ơn em. Biết sao đồng cảm không? Tôi bị từ chối hoài, tôi biết mà. Anh Đức yêu như vậy đó. Tôi đã từng bị từ chối. Anh thương quá à. Đến đây mình phát hiện ra nha. Mình ế á, không phải là hoàn cảnh đâu, mà là do mình chọn á. Cái gì nữa? Đúng rồi. Theo tình chạy, chạy tình theo. Đừng có nói là mình ế nữa. Làm gì nói mà mắc hướng lệ vậy? Tôi chưa có chọn được cái người mà. Ừ. Tôi chịu thôi. Nó giận thôi chứ bạn tôi không có ế. Nhưng mà hiện nay đang độc thân thì tôi thấy độc thân tôi gạ tôi bán vậy thôi. Ghẹo nó, ghẹo bà. Mà bây giờ nè, trên sóng truyền hình đứng chính luôn đi. Cứ ai cũng nói là Trấn Thành có ngày diệm bạn. Tôi nói gì bạn có buồn không? Thật sự ra không có buồn mà cũng đang là cảm ơn, thầm cảm ơn thiền. Biết đâu rao vậy rồi đúng cái người mà mình có cảm tình. Đúng không? Mình rung động thiệt rồi sao? Trời ơi, tôi biết ai là bạn tôi mà. Tôi nói thiệt, cái cảm giác của anh Ngô đứng ở trên đó nãy giờ tôi đau lắm. Tôi cảm nhận được điều đó từng chút một.